Cái này nhiệt nó ra có nhiều không? Nhiệt để chỗ này nó đủ là đủ độ thoáng rồi. Thoải mái thoáng bay. Cuối cùng là cái gì? À, cái hay anh để nước ấy ạ. Nước. À, sẽ lấy nước để vào. Vâng, anh để nước ấy ạ, để nó lên. Là nước đổ ở đây ạ? À? Vâng, đúng rồi. Cái này nó như tủ lạnh hay là nó chỉ giữ cái thôi? Cái này nó là giống như là giặt áo, chăm sóc quần áo. Chăm sóc quần áo à. Và là giặt rũ, giặt khô. Nhìn nó giống. Khô, giặt khô rồi sao? Không có đường nước, không cần gì cả. Chỉ có giặt bằng cho vào đây mà nó giặt khô hết. Vâng, chỉ cần móc vào thôi. À, thế à. Thôi, cái này thì mình vẫn được. Chẳng cái này lười mà, lười làm còn thắng. Không, nghe nói kia là nó có nước khô. Sao mùi giặt cho anh? Anh ra cái bàn này. Thì đi vào đây. Thì đi vào đây. Hôm nay nha, tôi biết đâu. Mà lười tắm cho vào đây là tắm luôn ở trong này. Mùa đông hay rét đây, con này con này bọn em chưa được bày ở siêu thị đâu. Yeah. Chị đặt con này là em nhập về. Trước là chỉ có dòng 3 bộ ở đây thôi. Siêu thị 5M đúng không? Và ở siêu thị chỉ có con 3 ấy thôi. 5M chung là có lâu rồi. Và bên em bày là bày con 5M long móc. 3 móc, đây là con 5 móc. Tức là buổi tối mùa đông này lạnh ấy, chui vào đấy bật lên. Chui vào đây. Đúng rồi. Chui vào đây tắm là không cần phải Đây là một nước đầu vào. Đây là nước đầu vào. Đây là nước đầu ra. Ra ống xả. Trong. Sơ sơ cặn sơ bẩn bao nhiêu trên này nó có cái gì đèn không đèn móc. Nó có khe trượt em. Ừ. Đúng. Đây. Đây. Trượt vào cái khe này. Cái này chú lại không nhìn thấy cái dãy nhà của cao tầng bên kia. Không. Không ở chỗ nhà anh là nhìn nó thấy rõ vào nhà luôn. Cái khu cao tầng ấy. Ờ, khu cao tầng của công an đấy. Vâng. Bảo cả hai khe. Trông nó rất là gần nhá. Cả hai bên để bảo khe. Cao tầng gần trường Việt Ba ấy. Đấy. Mà đêm còn thấy cả người đi lại trên tầng nữa. Phòng đây. Đặt men luôn. Đặt thế cái này làm sạch là bằng cái gì hả cháu? Hơi nước. Hơi nước luôn. À, hơi nước. Móc. Móc nữa đấy.
đây là ba, đây là nọc đấy, đây là máy khác, không có cái thật cái máy xong rồi hả? Vâng. Nó đây là ba móc này, để xem cái ký hiệu của máy là gì. À, còn cái này là cái chân đúng không? Vâng. Chân nó là chân sau. Nếu mình lắp cái chân đấy thì mình sẽ khó di chuyển hơn. Nó kích cả bốn bánh đây thì mình sẽ không di chuyển được. Đây là trên thảm thì cái lắp này. Đây là chân. Móc. Thì mình đặt một lần 5 cái nó lãng phí đúng không? Ừ. 5 cái mình xếp thêm ở dưới được. Xếp làm gì vậy ạ? Thế đây đang là như này để cho nó khỏi phải khỏi. Cái chân nó khỏi phải là mà xếp dưới thì nó dày chứ, cái thứ em thì em để xứng dày các anh cũng ok, con xếp dày chặt đây bẩn 79 này nó tính là cái công suất sấy tối đa. Ừ, công suất giá động mà cái móc cũng được. Bốn cái bốn là bốn khay nữa. Cảm ơn. Ok, dạ vâng.